Cam Vinh, một sản phẩm nông nghiệp chủ lực và đặc trưng của Nghệ An. Đã có những thời kỳ, Cam Vinh là cây làm giàu của nhiều hộ dân, kinh tế mũi nhọn của nhiều địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có đến hàng nghìn hecta cam phải chặt bỏ, người trồng cam quay lưng lại với cây cam. Vâng, thưa quý vị, vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng trên? Giải pháp nào nhằm khôi phục và phát triển Cam Vinh đặc sản? Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập và phân tích trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngày hôm nay. Từ lâu, thương hiệu Cam Vinh đã được định vị trên thị trường các loại cây có múi của cả nước. Trên bạt ngàn các vùng đất miền Tây xứ Nghệ như là Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, cam là loại cây trồng truyền thống chủ lực của người dân. Thời gian cao điểm, tổng diện tích cam của cả tỉnh đạt 6.156 ha. Giá trị kinh tế từ cây cam mang lại rất hiệu quả. Xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, một trong những thủ phủ trồng cam của Nghệ An. Đây vốn là địa bàn đứng chân của nông trường Bãi Phủ nổi tiếng với chất lượng cam quả thơm ngon, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Những năm 80 của thế kỷ trước, cam Bãi Phủ đã được xuất khẩu sang thị trường Liên Xô và Đông Âu. Với người dân địa phương, cam là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao nhất. Cam thì như vậy là thu nhập thì 200-300 triệu là bình thường. Rồi có những nhà còn cao hơn nữa, cao hơn. Không có cái gì cao bằng cây cam mà. Phát huy lợi thế của vùng vườn đồi có thổ nhưỡng phù hợp với cây cam, nhiều năm qua, ông Hồ Quốc Hội, thôn Trung Tín, xã Yên Khê, huyện Con Cuông đã đầu tư phát triển vườn cam. Trên diện tích 3 hectare, ông trồng gần 5.000 gốc cam xã Đoài, Lòng Vàng và cam Vân Du. Vườn cam hiện đang trong thời kỳ kinh doanh với năng suất đạt trên 25 tấn một hectare. Vào chính vụ, mỗi kg cam có giá từ 25 đến 30.000 đồng đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho gia đình. Giá trị cây cam nó rất ngon, đấy, rồi là năng suất nó rất cao. Thu hoạch một vụ thì cũng được khoảng 300 triệu, chúng tôi cũng đang còn đầu tư tiếp. Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt của cây cam, nhiều hộ dân đã đầu tư cải tạo vườn đồi để trồng cam. Nhiều địa phương đã mở rộng diện tích trồng cam. Trên địa bàn toàn tỉnh, diện tích cam tăng lên theo từng năm. Nếu như năm 2012 mới chỉ có 2.667 ha cam, thì đến năm 2018 đã tăng lên 6.156 ha, vượt 1.006 ha so với quy hoạch năm 2020 là 5.150 ha. Tại những vùng có khả năng trồng cam, cây cam được phát triển theo phong trào một cách rầm rộ, kể cả những vùng không nằm trong quy hoạch. Và từ đây, hàng loạt vấn đề như là không kiểm soát được cây giống, xuất hiện nhiều loại sâu bệnh, năng suất chất lượng quả ngày càng giảm sút, giá thành thấp khiến người trồng cam bị thua lỗ, v.v. đã đặt cây cam trước hàng loạt thách thức. Vườn cam 10 năm tuổi này được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chủ vườn là một trong những hộ trồng cam có kinh nghiệm và tuân thủ đúng quy trình chăm sóc cam theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Nhưng hàng loạt gốc cam đã bị nhiễm bệnh với rất nhiều biểu hiện. Ban đầu thì nhìn rất đẹp, nhưng mà đến cái giai đoạn quả bắt đầu vào chín, vào tầm khoảng tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì cám ở đấy là biểu hiện, khi đó biểu hiện bệnh rất nhiều, đặc biệt là đối với cái chỗ rụng quả. Thứ hai nữa, do cái đối tượng rây trồng cảnh nó gây hại, những nấm nó xuất hiện nhiều thì nó gây hại làm cho cây cám rụng đầy ra. Các cái đoàn của sở rồi là các cái chuyên gia về đây cũng đánh giá là ngoài bệnh thì nó còn có các cái yếu tố do quy trình chăm sóc của bà con, quy trình canh tác rồi là thời tiết khí hậu, cùng những cái nguyên nhân chính là dẫn đến những cái việc suy thoái cám. Tình trạng nhiễm bệnh này xảy ra tại nhiều vùng cam nổi tiếng ở Tân Kỳ, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn. Không chỉ những vườn cam đã nhiều năm tuổi, nhiều vườn cam đang trong thời kỳ kinh doanh cũng đã bị sâu bệnh và giảm năng suất chất lượng quả. Càng đầu tư chăm sóc, càng bị thua lỗ, nên nhiều hộ dân đã bắt buộc phải chặt bỏ cả vườn cam. Nó xuống cấp, ra cồi vì nó sâu bệnh, rồi là nó ra quả thì đền bù thu hoạch cho tôi cấm ngỡ. Bán không được giá và thậm chí là không bán được. Do đó không có hiệu quả kinh tế, cho nên chúng tôi phải quyết định chặt bỏ. Việc suy giảm diện tích cám sẽ ảnh hưởng đến
việc thu nhập bình quân đầu người của toàn xã, thu nhập về phát triển kinh tế của toàn xã. Hiện tại bây giờ diện tích cam là giảm hơn một nửa, triển kinh tế của xã thì mục tiêu thì sẽ khó đạt. Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay đã có trên 1.340 ha cam trên địa bàn tỉnh bị chặt bỏ do sinh trưởng và phát triển kém. Trên 80% diện tích cam kinh doanh và trên 50% diện tích cam kiến thiết cơ bản có biểu hiện suy thoái, chất lượng quả suy giảm. Trong đó, hơn 6% diện tích cam thời kỳ kiến thiết có nguy cơ phá bỏ trước khi vào kinh doanh. 15,8% cam kinh doanh có nguy cơ chặt bỏ trong một vài năm tới. Việc suy giảm diện tích cam đã ảnh hưởng đến định hướng và kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Bởi cây cam là cây đặc sản có giá trị kinh tế cao. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết khôi phục và phát triển cây cam trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đề án phát triển mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghệ chế biến tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2030, Nghệ An đặt ra mục tiêu nhân rộng diện tích trồng cam tới năm 2025 đạt 6.100 ha, đến năm 2030 đạt 8.645 ha. Các giống cam quý được bảo tồn, phục tráng, nhiều vườn cam mới được đầu tư trên cơ sở tuân thủ các điều kiện về đất đai, thổ nhưỡng, giống cây, khoa học kỹ thuật nhằm khôi phục cây cam đặc sản. Đây là một trong ít vườn cam tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, còn giữ được giống cam quý, xã Đoài. Để duy trì và phát triển được giống cam đầu bảng, tạo nên thương hiệu cam Vinh này, ngoài yếu tố kinh nghiệm, người trồng cam luôn chú trọng việc áp dụng khoa học kỹ thuật. Cây giống nhưng mà cái mình phải ghép, chứ không làm cái theo cái thói quen của chúng tôi mọi khi là cái chiết canh là lấy nguyên gen là cân mè, nhưng hắn lại bị cái rề nổ thơm nó con tuyển trong ăn rề giới á, mà mình mới đổ thuộc xuống mà diệt con tuyển trong là diệt mất vi sinh vật, mà đất mà không có vi sinh vật hoạt động là trở thành đất đặc màu. Đất ngâm thì mình bỏ như cái rề xuống đào 80-80 như rề xuống để khai hết tiềm năng và giữ độ ấm, còn đất mình thì phải trồng dâng lên như cái rề bỏ phân bên ngoài như là rề theo ra riêng ăn đấy. Cùng với bảo tồn, phục tráng các giống cam quý, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trồng mới các trang trại vườn cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Organic, Global Gáp. Hàng loạt các vùng cam mới cho năng suất hiệu quả cao được biết đến như cam Phủ Màn, Thanh Đức, huyện Thanh Chương, trang trại cam vùng Thung Bình, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, cam Thiên Sơn, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Phân bón, thuốc trừ sâu, người làm việc thì đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo một cái quy trình, phải dùng đến cái hữu cơ, gọi là organic. Thì cái đó là cái vấn đề mà mình phải làm để cho nó đạt được những cái sản phẩm tốt nhất. Trong định hướng phát triển nông nghiệp của nhiều địa phương, cam luôn là loại cây chủ lực. Nhiều chính sách và giải pháp khuyến khích người dân khôi phục phát triển cây cam được xây dựng và triển khai. Thực hiện các cái dự án phục tráng cái giống cam gốc, cam đầu dòng ở xã Đoài. Cái thứ hai là nhân rộng các cái mô hình cam giống cam xã Đoài trồng ra các cái địa phương khác ở trong địa bàn huyện có điều kiện thuận phù hợp, và kêu gọi các cái doanh nghiệp đầu tư có tiềm năng và có tâm huyết trong phát triển giống cây cam. Đại hội huyện Đảng bộ huyện Con Cuông khóa 27 thì cũng đã xác định cây cam vẫn là cây chủ lực trên địa bàn huyện. Vì vậy là huyện Con Cuông vẫn có cái định hướng khuyến khích người dân là tiếp tục là phục hồi và phát triển cây cam dựa trên các cái quy trình quy hoạch cụ thể theo cái định hướng của cái ngành chuyên môn. Vận động bà con nhân dân nó xây dựng thực hiện các cái mô hình có hiệu quả về cây cam trên địa bàn huyện, trong đó là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là các cái ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về kỹ thuật canh tác. Cái thứ hai nữa là ứng dụng các cái quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm như là Việt Gáp hoặc là có theo hướng hữu cơ. Những mô hình và giải pháp trên chỉ là một phần rất nhỏ so với diện tích cam đã bị phá bỏ và đang có nguy cơ bị phá bỏ. Tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 vừa qua, thực trạng người trồng cam quay lưng với cây cam đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn, đề nghị làm rõ trách nhiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục. Ý kiến này cũng là trăn trở chung của rất nhiều người dân Nghệ An. Đây thực sự là một bài toán khó đòi hỏi cơ quan quản lý cũng như người trồng cam phải có những giải pháp phù hợp. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình.
Cảm ơn bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An đã tham gia chương trình tạp chí kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Thưa bà, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An đánh giá như thế nào về tình trạng cây cam trên địa bàn tỉnh hiện nay ạ? Hiện nay diện tích cam chỉ còn khoảng là gần 2.000 hectare. Như vậy là diện tích cam từ năm 25 đến 28 thì đi lên, và sáng đến từ 28 trở lại đây thì diện tích cam đã có cái xu hướng là giảm dần. Mà trước hết phải nói đến là công tác giống. Đến địa bàn tỉnh ấy là chưa có một cơ sở đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây cam đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Bệnh greening nó phát sinh gây hại trên cây cam rất là lớn, và qua kiểm tra đánh giá cũng như phân tích, 60% diện tích là cây cam bị bệnh là từ cái yếu tố về cái bệnh greening. Rồi ngoài ra thì cái vấn đề về áp dụng các cái quy trình kỹ thuật trồng này, rồi chăm sóc này, bón phân này, phòng trừ sâu bệnh này, cắt tỉa này, thu hoại vân vân. Chúng ta đang áp dụng các cái giải pháp tức là chưa được đồng bộ, mà chủ yếu là bà con sản xuất đang áp dụng các cái giải pháp tức thời. Thứ ba nữa đó là vấn đề về đất đai. Qua một thời gian dài chúng ta đã trồng và thâm canh cây cam, chúng ta áp dụng đẩy tất cả các cái biện pháp kỹ thuật để tác động vào cây cam, làm cho là khai thác một cách triệt để. Do đó mà cái đất mà trồng cam hiện nay chúng ta cũng đang thoái hóa rất là mạnh, và cái tồn dư các cái nấm bệnh này, rồi các cái vi khuẩn này, đấy, vân vân trong đất rất là nhiều, và các cái vi sinh vật có lợi thì gần như là có cái chiều hướng đi xuống. Biến đổi khí hậu rất là khó lường, và đặc biệt là diễn ra rất khốc liệt. Cái tính thích ứng, thích nghi ấy, cái phản ứng với cái điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng đến cái sinh trưởng phát triển của cây cam. Do đó mà làm ảnh hưởng đến là cái năng suất cũng như cái chất lượng và đến cái hiệu quả của người canh tác cây cam. Vậy thì trước tình hình đó thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An thì đã có những cái chiến lược như thế nào để khôi phục và phát triển cây cam ạ? Trước mắt thì ngành đang là tuyên truyền khuyến cáo ở các địa phương là chúng ta là chặt bỏ những cái diện tích mà hiện nay đang cam đang bị già cỗi, thoái hóa, phổ biến những cái kiến thức tổng hợp trong cái quy trình sản xuất cam cho bà con nông dân. Những vùng nào mà chúng ta thấy rằng là cái vùng đất đó là có tầng canh tác này, điều kiện tiểu khí hậu này, rồi điều kiện về nước này, vân vân, nó phù hợp với để là sinh trưởng phát triển và canh tác của cây cam, thì chúng ta quy hoạch và khuyến cáo bà con nhân dân xây dựng một cái mô hình trong cái tái canh cây cam và mô hình phục hồi cây cam, để từ cái mô hình đó chúng ta rút ra được, chúng ta đưa ra được là cái quy trình kỹ thuật đồng bộ, những cái vùng phá bỏ chuyển sang là các cái cây trồng khác. Có thể nói rằng là Cam Vinh là một cái thương hiệu nức tiếng đã được bảo hộ địa lý. Vậy thì ngoài những cái giải pháp đó thì theo bà thì Nghệ An sẽ làm gì để có thể nâng cao cái giá trị của Cam Vinh ạ? Phát triển cây cam theo hướng bền vững. Ngành cũng đang xây dựng chương trình phục hồi và phát triển cây cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quy hoạch tổng thể có một cái cơ chế chính sách đủ mạnh, hỗ trợ trong cái công tác là đánh giá, hỗ trợ trong công tác là nghiên cứu về giống, về quy trình, hỗ trợ trong cái công tác để là hỗ trợ bà con về mở rộng cái diện tích trồng cam. Đấy. Và đến khi chúng ta đã có một cái chương trình tổng thể phát triển đó, thì song song với đó thì chúng ta cũng phải có cái chương trình là xây dựng và phát triển thương hiệu cho cây cam. Thưa quý vị và các bạn, để duy trì và phát triển cây cam cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan ban ngành chức năng và người trồng cam trên địa bàn. Việc đồng bộ từ quy hoạch, cơ chế chính sách, tuân thủ khoa học kỹ thuật trong các khâu sẽ giúp khôi phục, phát triển và nâng cao giá trị của thương hiệu Cam Vinh đặc sản. Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần phát trên sóng NTV, app NTV Go và các hạ tầng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.